Vào những năm đầu 2000, cùng với sự lan tỏa mạnh mẽ của làn sóng Hàn Lưu, làn sóng văn hóa phi thường Hàn Quốc, những bộ phim như là Bản tình ca mùa đông, Trái tim mùa thu, Cô nàng ngổ ngáo đã xâm chiếm thị trường phim truyền hình quốc tế, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cũng trong làn sóng này, Chuyện tình Harvard đã gây bão khắp các màn ảnh nhỏ, không chỉ bởi vì những thước phim Hàn đẹp như mơ, có chuyện hấp dẫn kịch tính, mà còn bởi chuyện tình lãng mạn của các nhân vật chính giữa ngôi trường Harvard danh giá, vẽ nên một hình dung mộng mơ về các sinh viên Harvard vừa tài hoa, vừa có đời sống tình cảm đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, sự thật về đời sống tình cảm của dân Harvard có đúng như mong chờ và suy đoán? Có thật là họ chính là những nam nhân nữ nhân vừa giỏi làm con nhà người ta, vừa giỏi cân bằng cuộc sống và tình yêu, là những người hoàn hảo như thế chăng? Những câu hỏi trên hóa ra lại là những thắc mắc phổ biến hơn chúng ta nghĩ, điển hình như chúng đã từng được thảo luận trên diễn đàn Quora. Trong số những câu trả lời, thú vị nhất phải kể tới loạt hồi đáp của Yeong-ju, sinh viên ngành triết học tại chính ngôi trường đại học Harvard. Vậy đời sống tình cảm giữa các sinh viên ở Harvard diễn ra như thế nào? Cùng Spider Room tìm hiểu qua bài dịch Văn hóa hẹn hò ở Harvard như thế nào của dịch giả Phương Giang được đăng tải trên website của Spider Room nhé! Chúng mình sẽ đính link bài dịch gốc ở phần mô tả của video. Đừng quên ấn vào để đọc thêm nhiều bài viết thú vị của chủ đề này nhé! Còn bây giờ thì cùng đến Harvard thôi! Thật là, trái ngược với suy nghĩ về một Harvard vừa tri thức vừa tinh tứ, có một định kiến diễn ra ở đây, rằng mọi sinh viên theo học hoặc là độc thân bền vững, hoặc là đã kết hôn. Tức có nghĩa là họ sẽ ở trong một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài, chứ không ai thực sự hẹn hò cả. Có 21% sinh viên tốt nghiệp tại Harvard không có mối tình nào suốt thời đại học. Như vậy thì trung bình một sinh viên năm cuối tại Harvard có bao nhiêu mối quan hệ? Chỉ một thôi. Ngoại trừ những người may mắn đang yêu đương nồng thắm, đa số sinh viên ở đây độc thân trong mọi hoàn cảnh, nhưng mà cũng không hề thiếu những cảnh thanh xuân vườn trường một chút nào. Tất nhiên, không phải tự nhiên mà người ta lại định kiến như vậy. Có những lý do nhất định khiến cho sinh viên Harvard không muốn hẹn hò. Tôi sẽ liệt kê ra dưới đây. 1. Bất bình đẳng trong nhận thức về giới. Hẹn hò đã đủ khó rồi, bắt Harvard phải vật lộn với sự công bằng còn khó hơn gấp bội. Vai trò của giới đã trải qua một chặng đường dài, nhưng những nhận thức lỗi thời về sự bất công của hai giới vẫn còn tồn tại, đặc biệt là khi nói về sự hấp dẫn tình dục trong môi trường của những con người từ 18 đến 22 tuổi cực kỳ tài giỏi. Một nghiên cứu trước đây đã cho thấy, khi đưa ra hai tấm ảnh giống hệt nhau của cùng một cô gái cho một người đàn ông, trong đó một tấm cô gái mặc áo có in chữ Harvard, một tấm thì không, thì đàn ông có xu hướng đánh giá cô gái mặc áo không in chữ là hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, khi đảo ngược lại giới tính, thì chị em phụ nữ lại đánh giá là người đàn ông mặc áo của Harvard là hấp dẫn hơn. Theo một nghiên cứu khác, đàn ông thích những người phụ nữ thông minh trên lý thuyết, không phải trong đời thực. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã yêu cầu 151 nam sinh đại học làm một bài kiểm tra trí thông minh trước khi họ gặp một cô gái khác cũng tham gia khảo sát. Cô gái này có thể có kết quả thi cao hơn hoặc là thấp hơn họ. Khi gặp nhau, những nam sinh này có xu hướng ngồi cách xa cô gái có kết quả thi giả thuyết cao hơn họ. Đồng thời cũng đánh giá cô ấy ít hấp dẫn hơn, mặc dù họ đã nói rằng là họ thấy những cô gái thông minh có những đặc điểm hấp dẫn để hẹn hò. Để giải thích cho vấn đề này thì đó là do những tiêu chuẩn xã hội về sự nam tính và sức mạnh đều là ưu thế của phái mạnh, bao gồm cả thể chất, trí tuệ, tham vọng và khả năng kiếm tiền. Đàn ông có khuynh hướng thích những người phụ nữ ít thành đạt hơn họ, với cùng lý do như những người phụ nữ thích đàn ông cao hơn mình vậy. Những nhận thức đã ăn sâu trong đầu như vậy có khả năng gây hại cho tất cả mọi người. Truyền thuyết kể rằng, những cô nàng Harvard thấy mấy anh chàng Harvard cũng chẳng hấp dẫn là mấy. Câu thả thính tâm đắc của cánh đàn ông như là anh học ở Harvard cũng không còn hiệu quả với cô em dễ thương nữa,
Bởi vì, ngạc nhiên chưa, cô ấy cũng học ở Harvard luôn. Khi phụ nữ được giáo dục tốt và thành đạt, họ có xu hướng nâng cao tiêu chuẩn về người mà họ sẽ hẹn hò. Mấy cô bạn cùng trường của tôi thường phàn nàn rằng, hey, mấy anh trai ngon lành để hẹn hò đâu hết cả rồi. Thế nhưng, có thể cả hai bên đã quá hà khắc. Những anh chàng ngon lành để hẹn hò có thể ở ngay phía trước, khuất đâu đó trong tầm mắt mà thôi. Và những cô nàng thông minh mặc áo Harvard cũng chẳng tệ đến thế. 2. Văn hóa hẹn hò nhanh, hookup culture. Một phần lý do tại sao người ta không hẹn hò là bởi vì họ không muốn yêu đương. Thay vào đó, sự phát triển của văn hóa hẹn hò nhanh trong khuôn viên trường đang dần thay thế việc thực sự yêu đương, cái mà đáng ra phải là văn hóa hẹn hò. Rõ ràng, việc vuốt màn hình sang phải trên các ứng dụng hẹn hò dễ hơn rất nhiều so với việc bỏ công sức vào một mối quan hệ nghiêm túc. Và giá trị của tình dục, thứ được hỗ trợ bằng các ứng dụng như là Tinder, Grindr, Bumble và Hinge được hạ thấp xuống mức đáng kể. Hãy xem xét điều này theo một góc độ lịch sử hơn. Thái độ về chuyện đi tàu nhanh đã thay đổi từ một điều cấm kỵ nghiêm ngặt về tình dục trước hôn nhân trở thành nụ hôn đầu sau một tháng tìm hiểu. Sau đó là những cuộc vui chóng vánh được thúc đẩy bởi những bữa tiệc ký túc xá đẫm mồ hôi và sự tuyệt vọng. Rồi sau đó trở thành hình thức hẹn hò phát triển nhất hiện nay, tin nhắn hùng hồn lúc 3 giờ sáng, dù Netflix and chill. Dù vậy thì, bao nhiêu sinh viên thực sự hẹn hò nhanh? Theo khảo sát năm 2015 của lớp cuối cấp Harvard Crimson, 24% sinh viên đang theo học năm cuối vẫn còn nguyên tem, có nghĩa là gần 1/4 số sinh viên chưa từng quan hệ tình dục. Mặc dù không có số liệu chính thức nào về việc số sinh viên còn lại hẹn hò nhanh thường xuyên hay là không, nhưng mà dành cả đêm dài cày cuốc tại thư viện đối với dân Harvard thì phổ biến hơn hẳn việc dành cả đêm dài để cày cuốc nhau. 3. Không có thời gian. Có lẽ chỉ đơn giản là họ không có đủ thời gian. Giữa những giờ lên lớp, nộp đơn thực tập, chạy đi chạy lại giữa các câu lạc bộ, tham gia các hoạt động xã hội, duy trì lượng calo, tập thể dục và giả vờ như đi ngủ, thì những mối quan hệ đầy ý nghĩa trở nên vô dụng so với những thứ trên. Theo Alex Benzer, 93, tác giả cuốn sách Đạo Hẹn Hò, Dao of Dating quan sát, hẹn hò ở Harvard xếp sau các hoạt động ngoại khóa khác, hạng 6 hoặc 7 gì đấy, nằm đâu đó giữa đại diện Liên Hợp Quốc và tham gia câu lạc bộ cầu lông. Một CV vượt trội là điều tốt, nhưng mà nó thường đi kèm với cái giá phải trả cho cuộc sống yêu đương. Và đáng buồn thay, thành công không phải sự thay thế thích hợp cho một mối liên kết chân thành giữa người với người. Một bản lý lịch không thể ủ ấm bạn trong những đêm đông lạnh giá. Và tôi có thể chứng minh rằng mùa đông ở Cambridge hay ở Harvard thực sự rất rất lạnh. 4. Không giỏi yêu đương. Theo tôi thì đây mới là nguyên nhân chính, bởi vì những đứa trẻ ở Harvard có khuynh hướng sẽ làm những gì mà chúng giỏi và tránh làm những thứ mà chúng không giỏi. Sau tất cả thì những thứ như thất bại và bị từ chối khá là khó để đối mặt, đặc biệt là khi bạn đã thành công trong gần như cả cuộc đời rồi. Cũng có một định kiến chung rằng những sinh viên học trong khối Ivy League có nhiều kỹ năng học thuật hơn là các kỹ năng xã hội. Theo như lời tác giả của một trang web có tên The D-Bag Dating Guide to Ivy League Guys, tức là hướng dẫn hẹn hò với những bạn trẻ đến từ nhóm trường Ivy League danh giá từng nói. Hãy nhớ rằng những bạn trẻ này dành cả quãng đời trung học để học hành, chứ không phải để định hình tính cách. Sau đó, cả quãng thời gian đại học của họ được vây quanh bởi những chú gà con cũng dành cả trung học để học hành, chứ không phải để phát triển tính cách. Mặc dù những định kiến này không phải là không có cơ sở, tôi thì cho rằng việc thiếu định hình cá tính không hẳn sẽ ảnh hưởng đến việc thu hút người khác. Khá dễ dàng để giảm thiểu rủi ro bằng cách ngồi yên chờ điều gì đó xảy ra, hơn là chỉ làm những điều nhỏ nhặt để cuối cùng không xác định được liệu mình có trên mức tình bạn hay không. Ngày nay, những điều nhỏ nhặt rườm rà đó có thể là việc làm như tỏ ra quá hứng thú, nhắn tin 2 lần khi người ta không trả lời tin nhắn, quá thật thà hoặc không tham khảo ý kiến từ hội chị em bạn gì trước khi thực hiện bước tiếp theo được xem là tội lỗi. Để tia lửa cháy lên thì trước tiên cần có một mồi lửa. Hẹn hò chỉ cải thiện trong thực tiễn và thực tiễn chỉ đến khi chính bạn là người thực hiện.
Thật không may, những đứa trẻ ở Harvard thường không thích lao vào rủi ro như những anh chàng bình thường khác và không mạo hiểm hành động thì có nghĩa là họ không thể khiến cho buổi hẹn đầu tiên từ tốt trở nên thành công được. Lời cuối. Nói tóm lại, từ những thông tin trên, bạn không cần phải là một tên mọt toán, làm đủ thứ tính toán để nhận ra, để đi đến kết luận rằng Harvard là một nơi tuyệt vời để tận hưởng tuổi trẻ và sự cô đơn lẻ bóng. Nhưng nếu xét theo khía cạnh toán học thì chúng ta có một phương trình như sau. Nhiều lời phán xét cộng văn hóa hẹn hò nhanh, chất lượng mối quan hệ dưới trung bình, cộng thiếu thời gian rảnh, cộng sợ bị từ chối, cộng thiếu kinh nghiệm, cộng cái tôi tự phụ bằng không tồn tại viễn cảnh hẹn hò. Bạn hỏi giải pháp cho việc này là gì à? Thì cứ hẹn hò thôi, hãy cứ mạo hiểm, cuộc đời này là quá ngắn ngủi để cô đơn. Hầu hết sinh viên vào được Harvard vì họ đã nỗ lực một cách rất, cực kỳ, vô cùng nghiêm túc. Nhưng đồng thời, những nhận thức về bản thân bị thổi phồng chính là những gì ngăn cản họ mở lòng với người khác. Theo ý kiến của tôi, cách tốt nhất ở đây cho họ là luôn cởi mở và lạc quan. Sau cùng thì việc chỉ có rất ít sinh viên đang hẹn hò đồng nghĩa với việc có một số dư các bạn nam thanh nữ tú khác đủ điều kiện để hẹn hò trong trường. Nếu có đủ người nói tới bến luôn và thực sự làm như thế thì có thể, chỉ có thể thôi nhé, mọi việc sẽ thay đổi. Suy cho cùng thì việc mời crush đi uống ly cà phê cũng không đáng sợ như bạn vẫn tưởng đâu. Cảm ơn các bạn đã xem tới hết video. Văn hóa hẹn hò ở Harvard có giống như bạn tưởng không? Hãy chia sẻ ở bên dưới cho Nhà Nhện biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Khánh Linh. Bye!